Quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua 8 tiết mục dự thi với đông đầy rất nhiều những cảm xúc, đã có những nụ cười, những giọt nước mắt và cả sự phấn khích đến từ tất cả quý vị khán giả và các thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí. Ngay bây giờ chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại top 8 của Thử Tài Siêu Nhí. Các bé đã trải qua những tháng ngày luyện tập cùng với các thầy cô của mình, cũng đã lắng nghe những lời nhận xét, những lời chia sẻ từ ban giám hiệu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem những bạn nào sẽ là những người được bước tiếp vào vòng trong. Xin mời các thầy cô trong ban giám hiệu. Xin chào các con. Đây là 8 nhân vật tốt nhất trong Thử Tài Siêu Nhí mùa 4 tính tới thời điểm này. Cho nên cô muốn là các con phải tự hào về bản thân mình nha. Bởi vì các con đã vượt qua được bản thân mình để thử thách những cái thử thách hoàn toàn là mới trong cái tập này. Và cô xin được chúc mừng hai bạn đã mang lại những cái ấn tượng vô cùng tuyệt vời trong đêm hôm nay bằng cái sự tiến bộ vượt bậc trong giọng hát cũng như trong điệu múa của các con. Cô xin được chúc mừng Alex và Thái Hà. Chúc mừng Thái Hà và Alex. Với tiêu chí mà ban giám hiệu đã đặt ra là ở vòng này các con sẽ phải thể hiện sự mới mẻ của mình, thì cô cũng dựa vào tiêu chí đó để gọi tên hai bạn tiếp theo. Cô muốn gọi tên Phương Chi và Quang Thắng. Chúc mừng các con. Tiếp theo, chú Nghĩa muốn gửi đến một tấm vé để đi tiếp vào vòng trong cho một bạn cũng đã có rất là nhiều sự cố gắng, sự nỗ lực trong suốt tuần vừa qua để vừa hoàn thành thật tốt cái tiết mục của mình, mà lại mang đến cho khán giả những cái điều vô cùng mới mẻ, bất ngờ. Đó chính là Medusa Yến Phương. Mong rằng ở những tuần sau, con cùng với các thầy cô của mình sẽ tiếp tục mang lại những hình ảnh mới mẻ nữa cho khán giả bất ngờ về mình con nhé. Bạn nhỏ tiếp theo, chú Nghĩa sẽ cũng dành một tấm vé cho bạn ấy đi tiếp, bởi những cố gắng của bạn ấy rất đáng để được ghi nhận, được hoan nghênh. Đó chính là Quốc Vượt. Cô chú ở đây chọn ra một bạn cuối cùng để đi tiếp cùng với chương trình, bởi vì các con đều làm tốt và cả hai cũng đều có những cái điểm chưa được tốt lắm trong cái bài thi của mình. Và tấm vé cuối cùng này, các cô chú ở đây quyết định dành một cơ hội cho bạn. Gia Nghi, chúc mừng con. Và xin được mời các thầy cô của những lớp học, chúng ta có thể cùng di chuyển lên đây với các bé. Xin mời các thầy cô trong ban giám hiệu ạ. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã thấy ngày hôm nay top 7 thí sinh đã lộ diện để có thể thể hiện tiếp tục phần tài năng tỏa sáng của mình trong những vòng thi tiếp theo. Hy vọng rằng các bé sẽ có thể chuẩn bị thật tốt ở những vòng thi mang tính chất quyết định hơn và mang vinh quang về cho đội của mình. Thưa quý vị, chương trình Thử Tài Siêu Nhí do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ trưa hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin được cảm ơn các thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí, các thầy cô đến từ hai lớp học, lớp Xì Trâm và lớp Nhi Sắc Nhí. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Thử Tài Siêu Nhí.